Bác già, Hoa sĩ anh, ngài đánh đến chỗ của tôi rồi sao? Bác già, nói vậy là sao chứ? Tôi thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi không muốn Hùng Phi phải mang tiếng chạy trốn để thoát trách nhiệm. Tôi đã lục tung bến Thượng Hải rồi, chỉ còn thiếu Quý Phủ thôi. Hy vọng ông có thể phối hợp. Nếu tôi không phối hợp thì sao? Không thể nào, bác già. Không phối hợp, vậy có nghĩa là công khai phạm pháp rồi. Tôi biết chứ, chỉ cần ông gọi một cú điện thoại, tất cả mọi rắc rối đều được giải quyết. Nhưng đối với chuyện này, ông nên cho chúng tôi làm theo trình tự. Hai bên đều không đến nỗi phải mất mặt. Con trai tôi bị người ta hãm hại, xém chút chết trong trại tạm giam. Ngài không hỏi han đến, bây giờ nói là bị mất tích. Ngài quan tâm vụ án này, bây giờ không phải ngài kêu tôi giao người, mà là tôi kêu ngài giao người. Mau đưa người của ngài xéo khỏi đây, chuyện này coi như là chấm dứt. Nếu như ngài muốn làm tới, tôi nhất định sẽ tiếp ngài tới cùng. Bác gia, truy bắt nghi can là trách nhiệm của sĩ anh. Vậy chỉ còn cách đắc tội trước. Xin lỗi sao? Cam! Bác gia, ông đã làm cho mọi chuyện leo thang không thể giải quyết được. Tấn công cảnh sát là tội nặng đó. Chuyện này do ngài gây ra trước, muốn kết thúc như thế nào do ngài chọn. Ngài có thể bắt giam tôi, cũng có thể bắn loạn xạ hạ sát tôi. Thế chốt lỡ chỗ ngài, muốn tờ báo ngày mai báo cáo sự việc này bằng trang bìa lớn tới cỡ nào? Có tìm thấy nghi can Cốc Hùng Phi không? Không có. Không có. Không có. Vậy hành động lần này kết thúc đi. Rút. Bác gia, phát súng này chúng ta vẫn phải có lý do để nói. Nhất định vậy. Trời ơi, sao mà ra nông nỗi này vậy? Chị, có phải cảnh sát tới đây hay không? Tôi nghĩ là không, là Hoa Sĩ Anh. Người của hắn lúc nào cũng ôm cây chờ thỏ, chờ đợi chúng ta. Rốt cuộc hắn không ngờ chỉ chờ được vài gì.
Như vậy là quá nguy hiểm, chúng ta phải đi khỏi đây ngay. Không cần đi, họ sẽ không quay lại nữa. Tại sao cậu biết chứ? Ông thấy cây xà beng này không? Bến cảng Hồng Thăng, do họ cố tình để lại. Họ muốn tôi diễn tuồng một mình chống lại họ. Không được, chúng ta không nên đi. Đây là tự ném mình vào lưới, chỉ có chết thôi. Không được, Gia Di Tiểu Tú đang gặp nguy hiểm, họ sẽ không mềm lòng đâu. Chúng ta phải nghĩ cách khác. Phải nghĩ cách khác thôi. A Cư, ông ra mở cửa đi. Sao giờ này anh mới tới vậy? Tôi đã nhanh lắm rồi. Tôi đâu phải tôi ngủ không. Tôi vừa nhận được điện thoại lập tức chuẩn bị những thứ này cho hai vị. Nè, số series trên hai khẩu súng này đều xóa hết rồi. Và còn cái này, tôi nghĩ nó đã bị ẩm nhưng vẫn có thể tận dụng được. Hy vọng là nó còn dùng được. Ê, thú thật là tôi không thể ngờ sẽ có một ngày tôi phải đóng vai trò cung cấp vũ khí cho hai vị. Cảm ơn. Ê, tôi nhắc hai vị thêm lần nữa, đừng bao giờ để lộ chuyện này ra. Nếu để lộ chuyện này ra, tôi sẽ cắt. Tạm biệt. À, sao lại nói lời tạm biệt? Tôi đã tới đây rồi, cho nên phải đi chung. Nói đi đâu? Chúng tôi đến bến cảng Hồng Thăng. Sao lại là chỗ đó? Anh dùng từ lại là sao? Tôi thấy tấm bản đồ trong văn phòng làm việc của cảnh sát trưởng chúng tôi có đánh dấu tròn. Trong dấu tròn đó chính là bến cảng Hồng Thăng. Vậy là đúng địa điểm rồi. Đi. À, đi 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 à, đi. Cho quế vào. Chào cô Tuyết Nhan. Tôi có chuyện bàn với ngài. Được, mời ngồi. Cô uống rượu chứ? Cô muốn bàn chuyện gì? Tha cho chúng tôi đi. Cho chúng tôi đi. Sau này đường ai nấy đi. Đây không giống như lời cô nói. Nó thật sự không giống như lời tôi nói. Tôi ước gì tôi có thể chết ngay bây giờ, nhưng tôi không nỡ lòng thấy sư phụ và Tiêu Ân mất mạng. Chẳng phải họ vẫn sống khỏe mạnh sao? Nhưng mà sớm muộn gì ngài cũng lấy mạng của họ thôi. Cô vì người khác từ bỏ thù hận của chính mình, tôi không thể hiểu nổi. Tất nhiên là ngài không thể hiểu được. Yêu một người cảm giác ra như thế nào? Rốt cuộc ngài có đồng ý hay không? Cô chỉ nói rõ yêu cầu của mình, chưa nói điều kiện trao đổi. Nhưng động tác này của cô tôi thấy rất là nguy hiểm. Tôi hiểu chứ. Điều kiện trao đổi của tôi là ngài cứ giết tôi ngay bây giờ. Tuyết Nhan, cô biết là tôi thương cô. Có lý nào tôi giết cô? Thôi được, tôi thả cho họ đi. Nhưng cô phải ở lại đây, ở cạnh tôi. Rồi sao nữa? Tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn. Quy tắc đàm phán trước hết, cô phải ngồi xuống đây. Cô nghe đi. Họ đã giao dòng mai phục. Đứng lại. Thì ra từ đầu ngài đã tính toán tất cả rồi. Tôi làm vậy là vì bảo vệ cô đó Tuyết Nhan. Ngài đừng có giả vờ tốt với tôi. Tôi quá hiểu bản tính của cô. Tôi cố tình cho Tiểu Ân nhìn thấy như họ đang chờ lệnh của tôi vậy. Với bản tính của cô, tôi nghĩ cô nhất định sẽ tìm cách giúp hắn rồi đến đây giữ chân tôi. Quả nhiên cô đã đến đây. Như vậy
tôi có thể bảo vệ cô, sẽ không để cô đi nộp mạng oan ức. Nếu như ngài thật sự muốn ngăn cản tôi, vậy ngài nổ súng ngay đi. A cư, ông có thể cất nó đi hay không vậy? Ông cầm theo nó làm cái gì chứ? Mang theo nó an toàn hơn. An toàn cái gì? Ông thì an toàn rồi, còn tôi? Ông cất vô giùm tôi cái đi. Chúng ta chỉ có một khẩu súng thôi, còn người ta mỗi người một khẩu đó, vô dụng, không có làm gì được họ đâu. Chúng ta thật sự bị bao vây rồi. Cậu nghĩ tại sao chúng ta phải tới đây? Cốc Hồng Phi điều tra đồ giả, điều tra tới đây thì bị đứt quãng. Gia Di điều tra manh mối, cũng điều tra tới đây thì đứt quãng luôn. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Đúng vậy, đúng là hơi kỳ lạ đó nghe. Nhưng mà bến cảng này lớn như vậy, nếu họ giấu một vài người chúng ta vốn không thể tìm được. Nên bây giờ chỉ có một cách thôi. Nói đi. Tự ném mình vào lưới đó. Ê, không không không, đây mà là kế hoạch gì? Quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm, tôi không làm. Không được đâu, ông cần phải làm. Hay là vậy đi, tôi đếm 1, 2, 3, đếm tới 3 chúng ta sẽ đi ra ngoài. Đưa hai tay lên. Khoan, tôi chưa chuẩn bị xong mà. Tôi vẫn chưa. Hai vị mau giao súng ra. Hết rồi. Mời họ vào trong. Đi đi. Ê, người đàn bà đáng chết kia đây rồi. Đừng có manh động. Im, cấm miệng đi. Ngươi nên chết từ lâu rồi. Chuyện là vậy. Tôi... Cấm miệng. Ngươi muốn thấy người đàn bà ngươi thương yêu bị trúng đạn không? Tôi nói một lời. Là một lời. Nói. Tôi vẫn phải khâm phục anh. Như vậy thì sao? Tôi ghét nhất những ngày nói chuyện nói một nửa. Là anh. Chứ rồi anh đã kêu tôi cấm miệng. Tôi cũng không muốn nói một nửa, cho nên nói tôi rất chán ghét người đàn bà này. Cho dù bắn chết cô ấy, tôi vẫn phải nói tôi khâm phục anh lắm, đúng không sư phụ? Đúng. Ê, không đúng. Sao lại không đúng? Có gì không đúng vậy? Tôi khâm phục đến nỗi gục sát đất luôn để mà khâm phục đó. Ba vị cao thủ quyền cước tại bến Thượng Hải, ông biết lại không? Thứ nhất, cảnh sát trưởng Cốc Hồng Phi. Đúng. Ông chủ cố của 16 phố phường. Đúng. Cho thấy ông hoàn toàn không biết người nào hết. Ai nói tôi không biết, tôi biết rành dữ lắm. Ai? Người thứ ba là cậu. Cậu. Sao có thể là anh này? Anh hỏi gì vậy? Hải Môn. Sao không thể là anh Hải Môn? Đúng không vậy? Tôi không cần hỏi nữa. Tôi cảm thấy nhất định là mấy anh. Anh ấy bắt đàn bà. Bắt đàn bà, lấy vẻ nhét miệng người ta lại. Buồn cười hơn là, anh bạn, con bé này nó bị câm, anh nhét giải vô miệng nó làm gì? Có phải anh làm chuyện dư hơi không chứ? Anh nên cho người, nó chỉ là đứa bé thôi. Bỏ súng xuống. Anh dùng cái gì? Tôi tay không. Tôi không dùng cái này, vừa nặng vừa khó xoay sở. Dư hơi.
Ra tôi. Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Đừng cử động. Đừng bước qua đây. Ê, sao mới đây kết thúc rồi? Ê, đệ tử có cần giúp một tay không? Không. Ngươi chưa có bao nhiêu bản lĩnh thôi sao? Đúng vậy, tôi chưa có bao nhiêu bản lĩnh thôi. Các người đông như vậy, tôi chỉ có một mình. Qua đây. Nè, qua đây mau. Không sợ chết thì cứ bước qua đây. Đếm thầm trong lòng 15 tiếng, các người sẽ lên chầu trời. Tạm biệt. Bỏ lên, bỏ lên. Khốn kiếp. Trách tôi đã để cho con chuột đó chạy thoát. Con chuột? Người ta là con chuột, còn cậu là gì? Hả? Cậu là một cái bẫy bắt chuột. Cậu là một cái bẫy bắt chuột bị hư. Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần rồi? Cậu làm hỏng của tôi bao nhiêu chuyện. Tôi sắp cho cậu hại chết rồi. Cậu hại chết tôi. Kế hoạch, kế hoạch tiến hành sớm hơn cho chuyển hết đồ đạc đi khỏi. Dừng cho đến thời gian của kế hoạch. Thời gian của kế hoạch là do tôi quyết định. Khốn kiếp. Cậu nghe thấy không? Dạ. Rốt cuộc anh đưa chúng tôi đi đâu? Đến rồi, chính là chỗ này. Chỗ này hả? Cô hai, em đừng ích kỷ vậy có được không? Nó không thể nào đi theo em được đâu. Em ích kỷ? Nó tội nghiệp như vậy, anh tính đưa nó đi đâu? Ba đêm nó lạnh, ai đắp mền cho nó? Nó đói, ai cho nó ăn? Không may nó bệnh, ai mua thuốc cho nó? Nó nhớ mẹ nó, ai sẽ an ủi cho nó? Ờ, nhưng những chuyện đó lại mang lại nguy hiểm đó. Nó đi theo em sẽ gặp nguy hiểm, hiểu không? Gặp nguy hiểm gì chứ? Chẳng phải em đi cứu Cốc Hùng Phi sao? Chẳng phải em đòi giúp Cốc Hùng Phi rửa sạch quan tình sao? Em dẫn theo đứa con nít làm gì? Em tự bảo vệ cho mình còn chưa xong, lấy gì bảo vệ cho nó? Đi theo anh ít ra còn được an toàn đó. Chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn bình an vô sự sao? Đó là do em gặp may mắn thôi. May mắn đó không phải lúc nào cũng có đâu. Nếu hôm nay chúng tôi không đến nó kịp thời thì cái búa của Hải Môn đã... Em đừng có bướng bỉnh vậy có được không? Vậy em hỏi anh, sao lại xuất hiện để cứu chúng em chứ? Anh đi tìm tung tích của số hàng giả, may mắn gặp em thôi. Em hỏi anh thêm một lần, tại sao anh lại xuất hiện? Anh đi tìm tung tích số hàng giả, may mắn gặp được em thôi. Nghe rõ chưa? May mắn đó. Được, em biết rồi. Bắt đầu từ bây giờ, đường ra đường, cầu ra cầu, anh cứ mặc kệ em đi. Không cần lo cho em. Tiểu Tú, không được, đi theo chị. Buông tay ra. Tiểu Tú, theo chị. Đi. Trời ơi, vừa rồi thấy còn hòa thuận lắm, tại sao nó trở mặt là trở mặt vậy? Vừa rồi. Hả? Ông đến đây từ lâu rồi, ông không ra mặt sao? Vừa rồi, hai người giống như vợ chồng dẫn con đi chơi tôi, vậy. Tôi và anh ấy là vợ chồng hả? Ông đừng gây thêm rắc rối nữa, mau ẵm nó đi khỏi đây giùm đi. Tiểu Tú phải đi theo em. Anh làm gì vậy? Anh hèn hạ, buông em ra đi. Nó không thể đi theo em được. Chẳng những nó không thể đi theo em mà em còn phải đi theo anh. Em hiểu chưa? Em đi theo anh hả? Đúng vậy. Em
Em phải ở lại trong nhà, không được đi đâu hết. Tiêu Ân, làm phiền cô nha. Cho cô ấy ở tạm chỗ này vài hôm, ngoài kia nguy hiểm quá. Cảm ơn nhiều. Tiêu Ân à, cô ra ngoài một lát đi. Anh sợ em gặp nguy hiểm hay là sợ em giúp Cốc Hồng Phi? Anh đều sợ được chưa? Em không giúp được anh ấy đâu. Những đại tiểu thư như các em á, vừa xấu tánh lì lợm còn bướng bỉnh nữa. Em nên tự giúp mình trước. Như vậy còn chưa được nữa, em đòi giúp ai đây chứ thiệt tình. Những lời vừa rồi em đã nghe chán rồi, anh đừng nói với em nữa. Dù vậy em cũng phải nghe, bởi đây là sự thật. Em nghe rõ chưa? Sự thật? Sự thật là anh không ngừng nói dối em, tìm đủ mọi cách để tránh mặt em, không dám đối mặt với em. Em lạc đề rồi. Em lạc đề rồi. Vậy anh đừng lo cho em nữa, quăng em ra ngoài đường, mặc cho em sống chết đi. Anh còn quan tâm đến em làm gì nữa? Anh làm vậy chẳng qua không muốn lương tâm mình tự trách, em hiểu không? Anh từng nói với em bao nhiêu lần rồi, anh là cướp, thường xuyên phải chạy trốn. Bất cứ chuyện gì mà anh không thể quên nó đi trong vòng một giây, anh đều không cần, kể cả em. Anh... Em đừng có nói nữa, ngồi xuống đi. Cốc Hồng Phi lại bị oan ức, bị người ta vu oan giá họa. Anh không giúp, em giúp. Em giúp? Thật là khó hiểu, tại sao đột nhiên em lại có sự thay đổi 180 độ vậy? Em còn là em của ngày xưa không? Dưới ngòi bút của em không có cảnh sát nào là người tốt hết mà. Dưới ngòi bút của em? Phải. Dưới ngòi bút của em trước kia còn có một hoàn hảo tiên sinh đó. Trong thâm tâm của em, anh ấy là bậc đại anh hùng. Anh ấy có lòng thương người, anh ấy giàu lòng chính nghĩa, là một Robin Hood thời đại. Nhưng bây giờ con người đó vốn đã không còn tồn tại nữa. Ước mơ bị tan vỡ chứ gì. Chuyện tốt thôi, bởi sớm muộn nó cũng sẽ tan vỡ, nên để nó tan vỡ sớm hơn thì vẫn tốt hơn. Tại vì em quá dại. Bây giờ em mời anh đi khỏi đây. Thường ngày anh đã quen sống theo kiểu đùa giỡn này rồi, nhưng bây giờ anh cảnh cáo em, không nên đi khỏi đây. Ý của anh muốn nói, đừng gây thêm rắc rối cho anh nữa. Anh lấy gì mà quản thúc em? Anh là cái gì của em? Nhiều khi anh tự hỏi mình, em là gì của anh vậy? Sau khi tôi bị bắt giam, phát hiện tôi bị nhốt chung với lại Thủy Cân. Chúng tôi là chỗ quen biết đó. Ủa, trùng hợp vậy sao? Người ta hay nói phải trùng hợp mới có chuyện hả? Nói đi. Đúng. Cậu nói cậu và hắn quen nhau, vậy hắn mưu sinh bằng nghề gì? Cờ bạc. Hắn có thể cược cả mạng đó. Vậy còn cậu? Tôi cho vay, tôi làm nghiệp vụ tín dụng nhỏ nhỏ. Nói trắng ra đó là cho con bạc vay nợ. Sau khi cho họ vay nợ, tôi giữ lại đồng hồ của họ, nhẫn của vợ con họ, dây chuyền, thậm chí còn có... Sao tôi thấy mặt của cậu giống như bọn trộm cướp vậy? Cậu là một tên trộm đúng không? Tôi... Hỏi chuyện quan trọng thôi. Sếp La, tôi làm như vậy là múa rìu qua mắt thợ.
tôi nghĩ nên cho ngài hỏi thì không, hơn. Không, không, cậu hỏi, cậu hỏi đi. Tôi chỉ ngồi nghe thôi mà. À, cậu nghe Lại Thủy Cần hắn nói với cậu về chuyện hắn bị người ta đe dọa, có nhân chứng không? Có nhân chứng là sao? Có nhân chứng có nghĩa là lúc hắn nói chuyện này với cậu, có người nào khác nghe được không hả? Không có. Chuyện đó tôi không biết. Tôi cho là không có. Tôi từng thề với thần tài, tôi tuyệt đối không nói nửa lời giả dối. Chuyện là vậy. Hôm đó Lại Thủy Cân bị một tên cảnh sát bắt hắn đi làm việc, kêu hắn đi giao nước. Hắn đã bỏ đi, còn tôi ở đó một mình, không có việc gì để làm. Tôi đã... Nói thẳng vào đề đi. Chủ đề là gì vậy? Qua được một hồi, Lại Thủy Cân quay trở về, mặt mày tái mét luôn, tinh thần thì bối rối. Tôi hỏi: Ờ Thủy Cân nè, anh bị sao vậy hả? Thủy Cân mới nói: Tôi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Tôi hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Tôi không ngừng hối thúc hắn. Hắn mới nói: Vừa rồi có một viên cảnh sát, đưa gói thuốc cho hắn, dặn dò hắn trước khi mang nước đi nhớ đổ vào trong bình thủy. Tôi nói anh đừng có làm bậy, cho nên tôi mới nhìn thấy được. Thật đó, tôi không dám nói dối đâu. Tôi còn nhớ mặt mũi người đó ra sao đó. Bây giờ gặp lại là tôi nhận ra ngay. Cậu và Lại Thủy Cân là bà con hay là máu mủ vậy? Không có bà con, chỉ có máu mủ. Chúng tôi là bạn bè. Tại sao lúc đó cậu không nói cho tới bây giờ mới nói hả? Tại tôi không dám nói. Ngài nghĩ cảnh sát đưa gói thuốc cho hắn, tôi vốn là người nhút nhát sợ sệt. Sau đó lại xuất hiện một viên cảnh sát khác, chính là hắn đó. Hắn kêu tôi khai thật đi, nếu tôi không khai thật thì sẽ không để yên cho tôi, kêu tôi biến mất đi. Vậy sớm muộn tôi cũng phải nói rõ sự thật ra thôi. Nếu như cậu nhận lầm người khác, đó là tội vu khống. Chơi với lửa có ngày bị phỏng tay đó. Vậy cứ cho hắn nhận dạng thì được rồi. Cách hay lắm. Cho hắn nhận dạng đi. Cảnh sát phía ngoài không có nội gian, có gì phải sợ hả? Được. À, cơ có. Sáng sớm ngày mai tập hợp tất cả cảnh sát tại phân cục Giang Bắc. Vụ trưởng Hoa, tôi nghĩ hãy làm ngay tối nay đi. Ờ đúng rồi, tiếp. Vậy phải đi ngay sao? Được. Không có, người đó không có trong này. Vụ trưởng Hoa, có người vắng mặt à? Còn thiếu sao? À, thiếu hai người. Một là Cốc Hùng Phi, một người là Hồng Thuấn Hào. Cốc Hùng Phi đang ở trong nhà giam. Vậy còn đội trưởng Hồng đâu? À, tôi đã đi tìm rồi, không tìm được. Cậu phát hiện hắn không thấy từ khi nào? Ờ, à, ngày hôm nay. Liệu hắn có biến mất không? Nhà bạn hắn, nhà vợ của hắn, nhà người tình của hắn, đi tìm ngay. Nhất định phải tìm cho ra hả? Vậy về chuyện này có khó khăn như vậy không? Cục trưởng, đích thân anh đi, dẫn theo người của anh sốt sắng lên. Dạ dạ. Đi. Chuyên viên, mời ngài đến văn phòng của tôi dùng trà. Không, tôi phải ở đây chờ. Vậy tôi lấy ghế cho ngài. Không cần đâu. Anh em làm việc vất vả, tôi không ngồi được.
Vụ trưởng đi tìm đổi nhưng mà không ở nhà. Đã đến những nơi hắn thường ghé chưa? Nhà hàng Sòng Bạc Hộp Đêm. Tôi đã tìm rồi nhưng mà không tìm thấy. Không tìm thấy hắn là không ổn đâu. Không tìm thấy hắn sao tôi có thể sống được? Tôi... Ờ được rồi, coi như tôi không nói gì. Vụ trưởng Hoa, ngài biết nên làm thế nào rồi chứ? Biết. Thuộc hạ nhất định phải tìm được hắn. Trong mổ ghi nhận ơn này của cậu. Nâng ly đi. Ê bác gia, ông không nên ôm nóng. Ly rượu này tôi thật sự không thể uống với ông được. Một mặt ông là nhân vật cộm cán, một tay che khuất cả bầu trời Thượng Hải, còn tôi chỉ là một nhân vật nhỏ tới nỗi không thể nhỏ hơn nữa. Mặt khác tôi không uống rượu với quan chức đâu. Ê, tôi không biết cậu là quan hay là trộm, là tốt hay là xấu. Người tôi mời là cậu. Tôi phải khâm phục sự gan dạ của cậu, nghĩ ra được mưu mẹo này, dám giở trò ngay trước mặt của Hoa sĩ anh. Hắn là quan, tôi là trộm. Hắn thì cầm súng thật, còn tôi thì cầm súng gỗ. Ông đồng ý không? Chẳng phải hắn tự xưng có biệt tài du quan giá họa sao? Vậy tôi chỉ còn biết chơi trò lấy gậy ông đập lưng ông thôi phải không? Còn bác gia đây thì khác. Ông thuyết phục quan lớn từ Nam Kinh đến. Về chuyện này tôi khẳng định không thể nào làm được. Ông là một tay cá cược, có gan hơn tất cả mọi người đó. Tôi không thích cá cược đâu. Ông thấy đó, bề mặt thì Hoa sĩ anh không dám phanh phui thân phận của tôi, tại vì một khi truy cứu tới cùng hắn sẽ bị lộ tẩy. Nhưng mà ông đừng quên rằng, không may nếu hắn liều mạng quyết cược một ván, không may tên đội trưởng Hồng gì đó cứ cắn răng không chịu tiết lộ chữ nào. Bác gia, năm xưa ông tham gia phong trào cải cách như đánh cược vậy, e rằng tích lũy được nhiều kinh nghiệm rồi. Cậu đã giúp con trai tôi và cứu sống mạng của nó, tôi nhất định sẽ đền đáp cậu thích đáng. Bác gia, Cốc Hùng Phi, Cốc Thám Trưởng sẽ không cảm ơn tôi đâu. Những thủ đoạn hèn hạ bị ổi như vậy, ngoài anh ra người khác không thể nào nghĩ ra được đâu. Anh không cần phải khen tôi. Chuyện này chủ yếu do bác gia điều hành. Tôi chỉ ăn ở không, ra tay chơi cho vui thôi. Anh đã uống chưa? Uống xong rồi. Anh thấy vui lòng chưa? Cũng tạm được. Xéo đi. Ồ, anh đối xử với quý nhân của anh như vậy hay sao hả? Hả? Ê anh bạn nè, vết thương chưa hồi phục đã trở mặt, không chịu nhìn người ta rồi ha. Đừng có dư hơi. Người ta cứu mạng của cậu, không biết nói một tiếng cảm ơn sao? Tôi coi thường thứ người như hắn, chỉ giỏi dùng thủ đoạn hèn hạ. Tiêu Ân, không có anh tôi vẫn có thể làm được. Đúng 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 đúng, được. Tôi hèn hạ, không có tôi anh vẫn ổn. Nhưng mà thủ đoạn hèn hạ như tôi đây, hình như là biệt tài của anh còn gì. Anh quên rồi sao? Ngày nào cũng có sự mừng rỡ do anh dạy tôi kia mà. Anh không thẹn là con lương trong Dũng Sình, mình anh đầy nhớt và miệng hay ăn tạp. Được 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 được, tôi không tranh luận với anh. Anh là người bị thương tật, anh muốn nói sao thì cứ nói. Không nên vui mừng quá sớm. Hoa sĩ anh chỉ chịu thiệt thòi nhỏ thôi, hắn chưa thua đâu. Lần này chuyên viên là đến chính là vì chuyện vận chuyển văn vật. Nếu các cậu không tranh thủ đánh tan âm mưu của Hoa sĩ anh, không may có sơ sót gì, động mổ đây sẽ không giúp được gì đâu. Nhưng mà chuyên viên La không phải là người của phe ông sao? Hắn không là người của phe nào hết. Đạo làm quan chức biết điều dễ sống. Không may có chuyện gì dính líu tới hắn, người đầu tiên bị chịu thiệt hại chỉ là đồng mổ. Khốn kiếp! Tôi đã nói rồi, họ là đồng lõa. Bóp chết họ ngay. Bóp chết ai? Doãn Tuyết Nhan giải quyết thế nào? À, đại ca, nếu như đại ca không định ra tay thì tạm thời bỏ qua cho con chuột đó, dựa theo kế hoạch chạy đua thời gian với họ. Chuyên viên La tới đây,
không ngờ lắm, lại đứng về phe của Bác Gia. Trong tay Tiểu Ân nắm lấy chuôi của chúng ta, cho đến giờ chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc cuốn phim đó được chụp lại những gì. Tôi không tin họ có thể nắm được bằng chứng gì của chúng ta. Chúng ta đã lạy 99 cái rồi, còn hạ tiện cái cuối cùng sao? Đại ca, cậu có biết được Tiêu Ân có giao cuốn phim đó cho chuyên viên La không? Ừ? Có lẽ bây giờ chuyên viên La đang nắm lấy cuốn phim chờ chúng ta cắn câu. Tôi từng nói với cậu, chỉ một sơ suất nhỏ sẽ thua trắng cả gián bài. Đại ca, sơ suất lớn nhất của ngài là để cho cô gái đó hớp hồn của ngài đó. Câu này để cho cậu nói sao? Cậu hỗn láo quá đó. Ngay cổng bệnh viện, nếu không phải làm tổn thương cô ấy, tôi đã cho họ nổ tung bánh xác rồi. Đại ca, không nên do dự nữa, tóm cổ Doãn Tuyết Nhan rồi trao đổi cuốn phim. Không được. Đại ca, không được. Đại ca, mạng của tôi do ngài cho, ngài muốn lấy lại bất cứ lúc nào cũng được. Đại ca, tôi có thể chết, nhưng mà ngài nhất định phải thắng. Đưa ra quyết định đi. Giữ lại mạng của cậu đi. Sư phụ. Hả? Tuyết Nhan đâu? Hả? Không phải đi chung hay sao? Cô ấy không đi chung với tôi. Ý, vậy trước khi ra cửa nó nói đi tìm cậu mà. Cô ấy nói đi chung với tôi sao? Có đúng vậy không? À, tôi vẫn còn. Mang bó hoa này tặng cho cô ấy. Dạ. Yeah. Hay, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Hey, hay lắm, hay lắm. Cô à, ông gấp đó tặng hoa cho cô đó. Là anh đi. Buông tay em ra. Anh làm cái gì vậy?
Em thương họa sĩ anh sao? Đúng thì sao? Anh ấy thương em cũng thương anh ấy. Buông tay em ra. Anh không tin, em gạt anh. Anh đừng có quá đa tình nữa. Anh ấy có thể cho em thứ mà em muốn, anh có được không? Mau buông em ra đi, buông ra. Đừng đi. Em đi hay không, mắc mớ gì đến anh? Buông tay em ra, buông ra đi. Em làm như vậy sẽ chết đó. Em sống hay chết, mắc mớ gì đến anh? Vì trả thù mà phải nộp mạng có đáng hay không? Trả thù? Chuyện đó em đã quên từ lâu rồi. Anh có biết sự khác biệt lớn nhất giữa anh và hoa sĩ là cái gì không? Xưa nay anh ấy không coi em như tên trộm, nhưng còn anh thì khác. Em có bản lĩnh rồi phải không? Em bắn đi, em bắn đi. Anh cho em hay, trong súng có 6 viên đạn. Em bắn chết anh, em vẫn còn 5 phát đủ cho em giết chết hoa sĩ anh sao hả? Em nổ súng đi. Anh tránh ra đi, em sẽ nổ súng thật đó. Được rồi, vậy em bắn đi. Tuyệt nha, anh không muốn em chết, anh mong em có thể sống tiếp, em hiểu không? Sống theo kiểu này em đã chán lắm rồi. Được rồi, vậy anh đi theo em. Em nổ súng đi. Được, anh thắng rồi. Tuyệt Nhân, Tuyệt Nhân. Tuyệt Nhân, tôi còn tưởng tôi không thể gặp lại cô nữa. Ngài trở nên thay đổi đến nỗi mất hết tự tin như vậy. Đây không phải là tính cách của ngài. Mới ngày nào đây Tuyết Nhan đâu dễ mời được bởi một bó hoa tươi hả? Trong mắt của ngài, tôi là một con người như thế nào? Ca sĩ, trộm cướp, hay là một người khách sống chán rồi quay lưng bỏ đi? Vậy tôi ở trong thâm tâm của cô là người như thế nào? Vụ trưởng vụ cảnh chính, hoặc là tên ác ôn không ngừng bị cô tổn hại, nhưng vẫn một lòng một dạ hết mực chung thủy với cô. Mời kẻ ngốc nâng ly. Cảm ơn. Tuyết Nhan, cô vẫn còn cơ hội. Cơ hội gì chứ? Chỉ cần cô thật lòng thật dạ đồng ý theo tôi suốt đời, tất cả mọi chuyện đã qua đi, tôi đều có thể bỏ qua hết. Coi bộ ngài đã hạ quyết tâm. Và quyết tâm này khó khăn lắm tôi mới đưa ra được. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Cô Doãn Tuyết nha, tốt hơn hết cô đừng giở trò. Như vậy là ngài đã chuẩn bị sẵn. Ngài biết tôi đến là để giết ngài. Cô lầm rồi. Mãi cho đến vừa rồi cô cầm súng chỉ vào tôi mới biết. Ngồi đi. Thú thật là tôi không thể hiểu rõ được tại sao vậy. Tôi thật sự không muốn tổn hại cô, nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao, dù tôi cố gắng đến đâu, đều không thể khiến cô động lòng.
Hãy bỏ qua trò hư tình giả ý của ngài đi. Ngài đã sát hại ba tôi, còn hy vọng tôi hồi tâm chuyển ý sao? Ngài đúng là người điên nằm mơ đó. Xưa nay cô chưa từng rung động mà, cho dù là trong chớp mắt. Không có. Tôi hận ngài. Tôi ước gì ngài chết ngay bây giờ. Cô đáng không? Cô chỉ vì cái gọi là người cha đã ruồng bỏ cô đó. Cô đáng không? Cho dù tôi đã làm sai, nhưng tôi đã vì cô làm nhiều chuyện như vậy. Tôi chỉ muốn cho cô một cuộc sống yên ổn vui vẻ. Ngày buồn cười thật đó. Thôi được, Tuyết Nhan, xin lỗi cô. Hôm nay tôi phải bắt cô làm con tin để đổi lấy cuốn phim trong tay của Tiêu Ân. Thật tiếc thay, e rằng anh ấy sẽ không đến. Dùng cuốn phim đó có thể đổi lại cô sư muội dễ thương vụ mua bán này. Xứng đáng. Làm phiền cô lại đây, từ từ chờ hắn đến. Cuốn phim đâu? Cậu có ổn không? Để tôi đi thay cậu cho. Chỉ bị thương nhẹ thôi, sao ông lo quá vậy? Trời ơi, tôi đi thay cho cậu. Chẳng phải tôi vẫn ổn sao? Ông cho xe đi vòng ra cửa sau rồi chờ chúng tôi ra. Tại sao không dừng ngay trước cửa vậy hả? Vì sự an toàn. Hoa sĩ Thành không tốt bụng như ông nghĩ đâu. An toàn là trên hết. Biết tết của anh mang vô đổi lại, tại nói chưa được chín lắm. À, xin hỏi anh dùng mấy phần chín? Còn sống. Còn sống? Ăn sống à? Không nghe thấy sao? À, dạ dạ dạ. Hôm trước quả lựu đạn giả đó thế nào? Lần sau tôi nhất định sẽ cho anh cái thật đó. Lấy ghế mời Tiểu Ân ngồi đi chứ. Không cần đâu. Anh là quan, tôi là trộm, cho nên tôi không ngồi nữa. Nhưng dạo này tôi cứ cảm thấy anh muốn đòi làm quan, bộ vui lắm sao? Không thấy vui. Nên chúng ta cứ nói thẳng vào đề luôn. Tôi sẽ đưa Tuyết Nhan đi và để lại đồ trong người cho ngài. Tôi chỉ muốn biết rõ rốt cuộc Đồng Bắc Gia đã tốn hết bao nhiêu ngân lượng để mua mạng của Tiêu Ân anh. Một đồng thôi.
anh tự bán mình với giá cao quá đó. Giá cả của tôi đây không thể mang ra so sánh với đồng tiền được. Chuyện đó ngài không hiểu. Chúng tôi làm việc phải tùy theo cảm hứng, không liên quan đến tiền, càng không liên quan đến giá cả cao thấp. Ngài đường đường là vụ trưởng vụ cảnh sát, ngài không thiếu tiền, nhưng vẫn có thể ngài không thể mua được. Cho nên tôi lấy người sống đổi với anh. Do ngài nhát gan hay không biết quy định đây. Tôi chỉ có một mình, ngài đưa cả làng đến. Đồ đạc đâu? Đừng để trong người tôi. Mau đưa ra. Hải Môn, đừng buông tay. Đẹp ca, đây là đồ giả. Nếu vậy anh thử đi. Các người thích cược lắm mà. Vậy anh làm thử đi, coi nó là thật hay giả. Các người đi đi. Đẹp ca, cho họ đi. Đẹp ca đừng qua đây. Đẹp ca đi đi. Mau đi đi. Anh buông tay em ra đi. Sau này đừng nhúng tay vào chuyện của em. Tuyết Nhàn, sao em nổi điên vậy? Xưa nay em gây ra rắc rối đều do anh giải quyết mà. Vậy anh lo cho em suốt đời đi. Anh làm có được không? Anh có dám cam đoan không? Chuyện sau này hãy nói đi. Không được, hôm nay em phải nói. Tuyết Nhàn. Nè, mau lên, tôi lo muốn chết đi nè. Lên xe đi. Vụ trưởng, ngài Charlie đến rồi, ngài có muốn gặp không? Cậu ra ngoài đi. Ngài Charlie, mời ngồi. Sao còn không ra tay, kệ chờ gì chứ? Ngồi xuống nói chuyện sao? Ngài nên nhớ rằng chuyện hệ trọng như vậy đối với tôi mà nói là vô cùng mạo hiểm. Mời ngồi. Hả? Xảy ra chuyện gì, ngài bị thương sao? Dạ thưa ngài, sự hợp tác giữa chúng ta đã bàn bạc trước rồi. Nếu như cần cho ngài biết, tôi sẽ cho ngài không, biết. Ngài không nên hỏi. Không, không được.
Tôi đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Chúng ta cần phải ra tay ngay. Tôi nói khi nào ra tay thì mới được ra tay. Ngài làm theo ý của tôi thì được rồi. Sếp Qua, ngài nên nhớ rõ, chúng ta hợp tác nhau. Tôi không chịu sự chỉ huy của ngài. Không may xảy ra trắc trở, mạng sống của tôi sẽ gặp nguy hiểm đó, hiểu không? Không nghe lời, làm hư chuyện của tôi, đó sẽ không còn là đe dọa nữa. Tuyết Nhan à, lấy thuốc sát trùng ra đi. Không cần, tôi không sao cả, chẳng phải tôi hồi phục rồi sao? Thôi đi, cậu tự coi lại mình. Hả? Nói gì cứu cô đã bị thương như vậy. Hoàng Hảo tiên sinh xém chút đã thành dương quá rồi đó. Cô nhà chỉ giỏi gây rối không? Ông nói ít vài câu được không? Ê, không trách Tuyết Nhan, lỗi là do tôi quá ngốc. Ê, chuyện này tôi nhất định phải nhắc nhở. Hả? Cô muốn trả thù cũng phải mang ra bàn bạc chứ. Hoa Sĩ Anh là ai? Bọn tay sai dưới trướng của hắn còn nhiều hơn râu của lão già này nè. Ông nói xong chưa vậy? Ông nói ít vài câu đi mà. Cái thằng nhóc này, trên đường đi cậu không ngừng nôn nóng và không ngừng trách móc, bây giờ lại nói chuyện giùm cho nó rồi. Đã nói là vừa rồi mà. Được, rốt cuộc tôi đã hiểu rõ rồi. Bắt lão già này đứng giữa hai vợ chồng các người đóng vai phản diện, có phải vậy hay không? Đáng đời thôi. Tôi đi liền. Đưa tay cho em. Em cắn đi. Nếu anh la đau một tiếng thì anh... Nè 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 nè, cắn đi. Ai đòi cắn anh? Sao em không cắn nữa? Anh biết đau rồi sao? Sau này anh phải để ý hơn, không được làm như vậy. Anh nhớ không? Anh đang định kêu em sau này đừng có làm vậy thì cố đó. Người ta nói vợ chồng sáng cãi chiều làm lành. Hai cái tên đáng ghét đứng trước mặt tôi còn mắc cỡ nữa. Chúng ta là người một nhà, em hiểu không? Người một nhà thì phải tin tưởng đối phương. Có chuyện gì đều phải nói với anh biết chứ. Vậy anh có chuyện, sao lại giấu em và sư phụ? Anh không có. Còn xảo biện. Bây giờ anh đang điều tra cái gì? Điều tra hàng giả. Thật sao? Ừ. Anh điều tra hàng giả thật mà. Đừng có dư hơi. Anh nói dối, không hề chớp mắt. Nhưng anh xì hơi thì sẽ đỏ mặt. Tuyết Nhan, em phải trả thù sao? Nhất định phải chính tay trả thù sao? Nhất định. Em thử nghĩ xem, giết người thì dễ dàng, nhưng sau khi em giết người, Sau này em sống như thế nào? Sống trong sự đau khổ vô bờ đó. Nhưng mà bây giờ em chỉ muốn đau khổ thôi. Bây giờ chỗ này không thể cho chúng ta ẩn náu nữa. Chúng ta phải đổi chỗ khác. Nên đổi chỗ khác chắc em đã biết rồi. Sư phụ từng nói đi đâu cũng vậy. Chờ đến khi chúng ta dọn đến chỗ mới rồi, e rằng chúng ta không còn chỗ đứng tại bến Thượng Hải này nữa. Không còn chỗ đứng thì không còn chỗ đứng. Không còn chỗ đứng, chúng ta cao chạy xa bay. Anh hứa với em. Thật sao? Có khi nào anh chịu nói thật đâu. Anh... Bác gia, tôi có chuyện nhờ ông giúp đỡ đó. Tôi từng nói cậu cần giúp đỡ cứ việc nói tôi. Tôi muốn đến ngân hàng Đại Quan coi thử. Đó là chỗ cấm dùng để cất giữ quốc báo. Tôi chỉ kêu cậu điều tra đồ giả thôi. Phải. Tôi muốn đến nơi đó để quan sát kỹ, để tính lại xem họ sẽ ra tay như thế nào. Chẳng phải ông từng nói chỉ có trộm mới biết được trộm định làm thế nào và tính toán thế nào hay sao?
É rằng cậu không đi được. Tại sao vậy? Trong hầm bị thấm nước là một đòn khiến tôi không kịp trở tay. Tôi đã kịp thời giải quyết, nhưng mà cấp trên vẫn không vui. Tôi không thể để xảy ra sơ sót nữa. Cậu nên nhớ, nhờ cậu điều tra số hàng giả hoàn toàn là hành vi của cá nhân tôi. Trong hội quý viên chỉ có Ngụy quân trưởng là biết chuyện này. Do đó tôi khẳng định không thể tiết lộ. Tôi hiểu chứ. Kêu tôi điều tra đồ giả là chuyện chẳng dễ dàng gì hết. Tôi không phủ nhận, với thân phận hiện nay của cậu chỉ có thể làm lén. Tất nhiên không thể giống trống dương cờ. Nếu như có thể thuê mướn trinh thám thì tôi đâu cần nhờ cậu. Không cho tôi đến ngân hàng Đại Quang vì tôi là tên cướp, nhưng mà đối với mọi người thực sự lấy trộm nó, chẳng phải ông cũng chẳng làm được gì họ sao? Cậu đừng than phiền với tôi. Xưa nay tôi chưa từng nói chuyện này dễ làm bao giờ. Bác gia, ông nghĩ bọn người của Hoa Sĩ Anh vì tạo ra sự kiện đường hầm thấm nước, chứng tỏ việc vận chuyển văn vật là phần quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch của họ. Nhưng mà trên đường vận chuyển văn vật đến ngân hàng Đại Quang, canh gác nghiêm ngặt hắn vốn không có cơ hội ra tay. Nếu như là ông sẽ ra tay sao đây? Chuyện như vậy nên do cậu nói cho tôi biết chứ. Nếu như là tôi khẳng định sẽ ra tay tại ngân hàng. Do đó tôi muốn đến ngân hàng coi thử. Giờ điều tra được manh mối, tôi còn kịp ngăn cản hắn. Cậu cho rằng bàn tay tôi có thể che khuất bầu trời à? Trong hội quý viên không phải chỉ có mình tôi. Cậu nên tự nghĩ cách thì hơn. Đừng che bóng tôi. Tôi trở về rồi. Em làm gì vậy? Bỏ ra coi. Ấy, tất nhiên là đồ tốt rồi. Lần này anh phải cảm ơn em đó. Ê. Bạn vẽ mặt bằng ngân hàng Đại Quang. Từ đâu em có gì? Em tìm kiến trúc sư của họ. Em biết sở thích của hắn. Hảo sắc hả? Cái gì? Rốt cuộc cô đã lấy nó bằng cách nào? Ê trời ơi, sư phụ yên tâm đi. Tôi không chịu thiệt đâu. Thật sự không có hả? Không có. Nè, anh không quên chuyện gì đó chứ? Hả? Không chịu thiệt là tốt rồi. Cho anh thêm một cơ hội, lặp lại một lần. Cảm ơn. Phải như vậy chứ. Một thầy một trò các người, tiếp tục giả khờ đi. Tôi không có tâm trạng đu theo các người đâu. Cô khờ thì có. Ông nghĩ trong hẻm này có cái gì chứ? Ở đây kể cả một ngõ hẻm hay hàng quán cũng không có. Trống rỗng như vậy, kể cả chỗ ẩn náu cũng không có. Các người thật là khó hiểu. Tuyết Tiểu Ân à, Tuyết Nhan nói có lý đó. Có phải là cậu đã lầm lẫn rồi không? Đúng vậy đó. Không lầm lẫn hả? Ừ. Không ông lầm không tìm lẫn. Sao nó có sư phụ. Sư phụ, ông đã già tới nỗi đi đứng không vững nữa, có ổn không vậy? Thiệt tình. Sư phụ, chúng ta đi khỏi đây, để anh ấy tìm kiếm một mình. Con đã đi thôi.